con nói, có kìa. Con nói cầu lạc mà biết ở bên này là cũng qua thế hả? Anh ơi. Bà Nhu phải không? Bà Nhu. Bà Nhu phải không? Anh nội phải nhà nó bị đâu em đây. Em ở làm sao em đây? Không phải. Thể hiện nè. Đúng rồi, con cũng bị là không đúng đó ta. Mất phương hướng luôn. Má má qua bên đây luôn đi má. Anh nói thiệt chạy ngang cái nhà này mấy lần rồi. Dạ hả? Anh nói chạy qua chạy lại. Tại sao mất phương hướng đi ta? Mỗi lần mình nhớ xuống cái cầu quẹo vô liền. Dạ. Bây giờ thịt như tới đây cái anh nhìn thấy còn cây vú sữa. À. Hồi đó nhớ không sợ? Dạ. Rồi nhớ đó đem nó ăn bây giờ mới nhớ. Em nghe nhân dạng trước. Nhớ nhớ. Em nói không phải, phải nhà nó bị mà đúng là không phải tác nghiệp anh nên nó bị làm sao. Có cháu ngoại anh hả? Anh nữa. Ủa ông đâu? Đó Dương Tùng đi đám tang của bạn. Cái gặp của anh ông dở quá mấy lần. Đó, anh này anh nằm Mỹ. Sáng giờ sáng đang Mỹ nè. Ba em, má em bên kia. Mà sao gặp này nó dở đáng này đáng ấy mà đáng nó qua trương mà lỗi này qua trương hả? Nhưng mà hồi đó bị làm cái nhà chưa kịp cái chuyện nó còn nắng á, chỉ xuống màu. Bây giờ đường mới ra trên thấy ông đường lớn, đường ngon lắm. Trời ơi, giờ anh xuống nhà cái thiện còn lại dữ nữa hả? Tụi ta vô nhà. Hồi nãy thì thiếu treo á. Đưa một nhà. Anh chỗ nào đâu biết đâu. Bên cầu kia. Hồi đó thì chưa qua vô lần nào á. Dạ, đó giờ. Phía bên cầu bển. Bên kia cầu hả? Dạ, bên kia cầu rồi đi xuống. À, kỳ nào có một lần thôi, cứ rủ.